Chào các bạn, mình sẽ chia sẻ cách làm giá đỗ cực kỳ đơn giản nhanh gọn. Đầu tiên các bạn tìm trong nhà mình xem có cái lọ nhựa nào để không thì mang ra dùng. Nhớ đục một ít lỗ ở nắp lọ để thoát khí. Từ đầu đến cuối các bạn chỉ cần đến duy nhất cái lọ này và một cái túi màu đen, có thể túi vải hoặc túi ni lông và không cần thêm công cụ phụ trợ nào khác nữa. Đỗ xanh nguyên hạt các bạn lấy một lượng vừa đủ cho luôn vào lọ này. Rồi lấy nước rửa sạch. Thấy có hạt nào hỏng thì nhặt bỏ đi. Đỗ này mình mua trong siêu thị có nhãn mác đầy đủ nên có vẻ quy trình lựa chọn cho sản phẩm chuẩn, không thấy có hạt hỏng. Rửa sạch rồi, các bạn ngâm đỗ luôn trong lọ này nhiệt độ thường, thời gian từ 8 đến 12 tiếng. Như mình ngâm vào khoảng 8 giờ tối thì sáng mai 6 giờ 30 ngủ dậy là đủ thời gian. Ngâm đỗ đủ thời gian rồi thì các bạn chát hết nước ra, đóng nắp lọ lại cho vào túi màu đen, rồi đặt túi này vào chỗ tối khoảng 8-12 tiếng. Bây giờ là sáng sớm, mình sẽ để vào ngăn tủ của chậu rửa. Chiều tối đi làm về mình lấy nó ra. Bây giờ các bạn lấy ra và cho nước vào ngâm khoảng 15 phút. Sau đó lại chắt hết nước đi. Rồi cho vào túi, đem đặt vào chỗ cũ để 8 đến 12 tiếng. Đơn giản quá rồi. Giờ thì cứ sáng ngủ dậy, bạn lấy ra cho nước vào ngâm 15 phút. Sau đó chắt hết nước, cho vào túi, cất vào trong tủ, chỗ tối, chiều đi làm về, lại làm lại quy trình y như thế. Trong vòng 3 ngày, cứ lặp đi lặp lại thao tác như vậy là bạn có lọ giá đỗ ngon lành thế này đây. Kể cả những người bận rộn nhất, nhưng với cách làm đơn giản thế này thì cũng có thể bố trí tự làm để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cất cả lọ vào tủ lạnh để ăn dần nhé. Quá dễ làm phải không? Ai muốn làm hỏng cũng khó đấy. Hãy cho mình biết bạn đã có thành quả thế nào nhé. Chúc mọi người ngon miệng với món giá đỗ tự làm.